Trời tối hẳn, tôi đạp xe đến studio Đại Phương. Vẫn còn rất nhiều người ở trong studio. Tôi bước vào tìm kiếm một vòng nhưng không tìm thấy Tiểu Lôi. Tôi lại đi hỏi các bạn cùng lớp, hỏi liên tiếp mấy người nhưng không ai trong số họ có ấn tượng gì về Tiểu Lôi cả. Trong lòng tôi càng bồn chồn. Cuối cùng thì trợ giảng cũng có chút ấn tượng với cô ấy, hỏi tôi: "Có phải cô gái lần nào thầy vẽ cũng ngồi trong góc tường nghe nhạc mà không nói gì không?" Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi vội vàng gật đầu: "Đúng ạ, đúng ạ. Gần đây thầy có gặp cô ấy không ạ?" Trợ giảng bảo mấy ngày rồi không thấy cô ấy đến. Tôi tính thời gian. Kể từ sau khi tôi không học ở studio nữa, Tiểu Lôi cũng không tới. Tôi nhớ ra rằng Tiểu Lôi đang thuê phòng ở cùng với mấy người đồng hương trong khu phố gần đó, nên đã tìm tới mấy người bạn cùng lớp, cũng đến từ huyện ngụy. Họ nghĩ ngợi rồi bảo họ nhớ là cũng chỉ có mấy người như này là đồng hương thôi, nhưng chưa thuê chung phòng bao giờ. Họ cũng rất ít khi nói chuyện với cô ấy. Tôi chạy ra ngoài, tìm đến con đường mình từng đưa Tiểu Lôi về nhà. Mỗi lần tôi tạm biệt cô ấy lại bước vào khu này. Cô ấy không thuê phòng cùng đồng hương, thế thì cô ấy sống ở đâu? Tôi chợt hối hận, tại sao mỗi lần tiễn cô ấy về tôi lại không tìm lý do để lên phòng cô ấy ngồi nhỉ? Tôi đi dạo quanh khu phố một vòng, tự hỏi không biết liệu Tiểu Lôi đã rời khỏi đây chưa? Nhưng tôi lại có một loại cảm giác mạnh mẽ rằng đây chính là nơi cô ấy sống. Tôi tìm lại lần nữa. Sau khi qua nhà để xe trong studio, tôi cảm thấy âm khí cực nặng. Lách cách, lách cách. Tấm bùa quanh cổ dường như khẽ cử động. Tôi bước thêm hai bước về phía nhà để xe. Tấm bùa càng rung động dữ dội hơn. Trong nhà để xe có hơn chục chiếc xe đạp. Trong góc có hai cái tủ đã hỏng và một chiếc ghế sofa phủ đầy bụi. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhìn cái tủ, lòng tôi bỗng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Tôi bước tới, nhận ra trên tay nắm tủ không có nhiều bụi bặm lắm. Tôi ngồi xổm trước tủ, do dự một lúc rồi cẩn thận mở cánh cửa tủ ra. Bên trong chất đống những quyển lịch cũ đã mốc cả lên. Tôi lật ra thì thấy dưới đống lịch là một tập tranh cũ có bìa màu xanh đậm. Trái tim tôi tức khắc nảy lên thình thịch. Đó là tập tranh của Tiểu Lôi, nhưng nó đã cũ hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của tôi. Bên trong có rất nhiều bức tranh, màu vẽ đã cũ. Tôi lấy chiếc đèn pin mà Tiểu Lôi đưa cho mình để quan sát những bức tranh đó. Mấy bức tranh màu nước tĩnh vật trên đầu thì tôi vẫn còn ấn tượng, đều là chúng tôi ở bên nhau vẽ ra. Mấy bức tranh phía sau có phác thảo chân dung, giấy đã ố vàng, còn có không ít vệt nước. Tôi cẩn thận xác nhận chữ ký bên dưới. Có tranh từ năm ngoái, tranh từ năm kia, còn có những bức tranh từ nhiều năm trước, lật đến cuối cùng, vậy mà có cả tranh từ năm 1997. Tranh của Tiểu Lôi đẹp hơn tôi vẽ rất nhiều. Cho dù cô ấy không thi đậu trường mỹ thuật trung ương, nhưng mỹ thuật Tứ Xuyên, mỹ thuật Lỗ Tấn hay Nam Kinh gì đó chẳng không phải vấn đề. Tại sao lại phải học ở đây đến 5 năm chứ? Tôi còn thấy kẹp trong đó có một tập clear bag đựng giấy vẽ. Sau khi mở ra thì lòng tôi khẽ run lên. Đó là bản phác thảo chân dung của tôi. Nó được bảo quản rất tốt bên trong. Các bức tranh của cô ấy thường được ký là Lục Tiểu Lôi hoặc Tiểu Lôi, nhưng bức này thì khác. Viết là mùng 10 tháng 12 năm 2001, Kim Giác do Tiểu Lôi vẽ. Nhìn thấy tên tôi đặt cạnh tên cô ấy, lòng tôi có một loại cảm giác ấm áp. Thời gian đó tôi còn chưa từng làm người mẫu, đây là do cô ấy trộm vẽ ra. Cạnh đi màu khác với bình thường, nét vẽ hơi lộn xộn. Nhìn kỹ hơn thì tôi mới phát hiện ra, những nét vẽ này đều là chữ viết cả. Nó viết Kim Giác, cô ấy viết đi viết lại tên tôi vô số lần, xếp thành tranh chân dung của tôi. Lòng tôi chợt xúc động, nhưng bức tranh tôi nhìn thấy tiếp theo lại như một gáo nước lạnh từ đầu đến chân dội thẳng vào người tôi. Đó là bức chân dung của Vương Diễm, là bức mà Tiểu Lôi đã vẽ trước đây. Một chiếc đầu lâu toàn là cơ và thịt, không có da, nhưng lần này bên trên có dán tóc. Nhìn màu tóc cũng hình dạng hơi gợn sóng kia, chỉ liếc mắt là cũng nhận ra đó là tóc của Vương Diễm. Tay tôi run lên, lại có một thứ nhầu nát khác từ bên trong rơi ra. Sau khi nhìn rõ nó, tôi tức khắc sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Đó là một miếng da lột từ khuôn mặt người, ngoại trừ hai cái lỗ mắt. Những chỗ khác đều hoàn chỉnh cả. Nhìn nốt ruồi chu sa bên khóe miệng, tôi lập tức nhận ra đó là Chu Lâm. Tôi đã từng thấy bức họa của các nhân huynh khẩu vị cực kỳ nặng, tự nhận rằng mình cũng to gan lớn mật đấy. Nhưng lần này tôi đã thực sự sợ hãi. So với những bóng ma hư ảo hữu hình kia, mảnh da mặt bị lột xuống này mới thật sự khiến tôi cảm nhận được sự khủng khiếp là gì. Không thể nào tưởng tượng nổi, cô ấy làm sao mà bình tĩnh và khéo léo lột tấm da mặt này xuống được mà không hề run tay cơ chứ. Tôi lập tức lao ra ngoài,
Có mấy học sinh trong studio chuẩn bị vào lớp, thấy tôi chạy như điên ra ngoài thì đi tới hỏi thăm. Tôi hơi hoảng loạn, chỉ vào đống đồ trong nhà để xe, hỏi họ chỗ nào có điện thoại tôi muốn báo cảnh sát. Mấy nam sinh to gan thấy tò mò, cùng nhau vào nhà xe xem xét, tôi cũng đi theo sau, chỉ vào những thứ bên cạnh cái tủ học cho họ xem. Đám nam sinh bước tới, nhìn đống tranh trên mặt đất rồi lại nhìn tôi, không hiểu là ra sao. Tôi nhích lại gần chỉ vào bức tranh cho họ, nhưng nhìn bức tranh trước mặt, tôi chợt sững sờ. Chúng chỉ là mấy bản phác thảo thông thường, tóc, da mặt và tất cả đều đã biến mất. Tôi nhìn quanh một lần nữa, nhưng không thấy gì cả. Bạn học thấy tôi toát mồ hôi lạnh bèn hỏi tôi bị làm sao. Tôi không biết giải thích ra sao đành phải đạp xe rời đi. Tôi đạp xe thẳng về nhà, tâm trạng chán nản đến cùng cực. Kim Giác à, anh thật sự là không hiểu gì cả. Tôi chợt nhớ tới những gì Tiểu Lôi đã nói với tôi. Từng yêu đương một lần mà tôi lại chưa từng biết gì về cô ấy cả. Tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ đi về phía trước. Con đường nát này quanh năm thi công, vậy mà lúc nào cũng có ổ gà, đèn hai bên đường thì không bao giờ sáng. Lúc đó đã 8-9 giờ tối, trên đường ít xe cộ hẳn đi, thỉnh thoảng mới có một cái xe máy chạy vụt qua tôi. Đang đạp xe thì tôi bỗng thấy trước mặt cũng có người đi xe đạp, tóc dài chấm vai, áo khoác đỏ, bóng lưng quen thuộc, đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ kia. Tôi vội vàng đạp nhanh lên, muốn nhìn rõ phía trước, nhưng tốc độ của người kia dường như cũng bắt đầu tăng lên. Nhìn theo bóng lưng đạp xe của cô ấy, tôi càng thêm chắc chắn, vội hét lên, "Tiểu Lôi!" Người kia không quay đầu lại, đạp xe càng nhanh. Thật sự là cô ấy, tôi nhấc mông khỏi ghế xe, gần như đứng hẳn dậy, ra sức đạp đuổi theo, vừa đuổi vừa hét, "Tiểu Lôi, là Tiểu Lôi phải không?" Người kia vẫn không ngoảnh lại, rẽ thẳng sang đường vành đai xuống nam. Tôi liều mạng đuổi theo, thấy khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng vẫn còn cách đến hơn 10 mét. Dù đã đạp xe đến độ hai chân ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ. Đường rất gập ghềnh, chiếc đèn pin cột trên ghi đông cũng không ngừng lắc lư qua lại. Tôi bắt đầu hụt hơi không thể đạp nổi nữa. Đành dùng hết sức lực hét lên, "Tiểu Lôi, mau dừng lại, anh là Kim Giác đây." Chiếc xe va va đập đập suốt quãng đường, bỗng nhiên đột ngột tăng tốc. Có một lực lượng nào đó kéo mạnh tôi về phía trước. Nghĩ đến những gì đã xảy ra với Trần Vĩ, tôi sợ đến mức hét ra tiếng. Vù một tiếng, kèm theo tiếng hét thảm thiết của tôi, cả chiếc xe lao ra ngoài, bánh trước đột nhiên lún xuống, phịch một cái, cả tôi và chiếc xe đều bị lật nhào. Có tiếng chuông leng keng vang lên. Trong bóng tối, tôi nhất thời không phân biệt nổi trên dưới, chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nhói đau, trời đất đảo lộn trong nháy mắt. Thế rồi tôi mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ tôi cảm thấy gáy mình truyền đến từng trận đau đớn, không thể thở nổi, lại còn rất buồn nôn. Sau chàng ho sặc sụa, tôi tỉnh lại. Tôi đang nằm ngửa trong khu rừng nhỏ bên đường, có một người đang cưỡi lên người tôi, dùng sức ấn mạnh vào ngực tôi. Đôi tay này hệt như vuốt sắt, sức lực kinh người, tỏa ra từng luồng khí lạnh. Tôi muốn thoát ra nhưng thậm chí còn không nhấc nổi tay lên, nên chỉ đành phó mặc người kia đè chặt mình. Chiếc đèn pin buộc trên xe đạp của tôi vẫn sáng, chiếu vào bên cạnh. Quanh cổ và đầu của người kia có khói mù bốc lên. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng lại nhận ra chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này. Đây là Tiểu Lôi. Khói đen bốc ngùn ngụt, tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ cảm thấy có một mùi tanh hôi xộc tới, máu chảy ròng ròng trên mặt tôi. Cô ấy há to miệng, cắn về phía tôi. Dưới cơn sợ hãi tột độ, tôi liều mạng giãy giụa, tấm bùa hộ mệnh trên cổ tôi kịch liệt nảy lên, hết lần này đến lần khác đập vào ngực tôi. Choang một tiếng, tấm bùa đột nhiên phát nổ, bốc lên một trận khói đỏ phun khắp mặt của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tức khắc gầm lên như một con thú hoang, lan ra khỏi ngực tôi tránh thoát, ôm lấy mặt lăn qua lộn lại trên bãi cỏ. Tôi vội vàng ngồi dậy, vừa lăn vừa bò chạy. Cô ấy lại đứng lên, khói đen trên người càng dày đặc hơn, gần như bao trùm hết nửa người trên. Tiểu Lôi đã không thể xác định được phương hướng, nhưng vẫn duỗi tay ra điên cuồng như muốn bắt lấy thứ gì đó. Móng tay cực dài cào vào thân cây, lập tức để lại những dấu vết kinh hoàng. Tôi sợ đến mức không thể nói ra lời, bịt miệng lại không dám thở. Xa xa có hai chùm ánh sáng đung đưa khắp nơi, trên đường có người hô to, "Kim Giác, Kim Giác!" Tôi nhận ra đó là giọng của bố, vội vàng muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng là "À!" Ba bóng người chạy tới, bố mẹ tôi cầm đèn pin xông lên phía trước, phía sau còn có một người khác, chính là ông Tư nhà tôi. Biết mình được cứu rồi, tôi vội vàng chạy về phía họ, nhưng chưa được hai bước thì chân tôi đã mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất. Bố mẹ đỡ tôi dậy, ông Tư cảnh giác nhìn xung quanh hỏi tôi, "Vừa rồi xảy ra chuyện gì hả?" Ngực như bị búa bổ, tôi há hốc miệng không nói được lời nào,
chỉ biết chỉ tay về phía sau. Bố mẹ tôi lấy đèn pin soi qua chỗ đó, cô ấy đã biến mất, nhưng hình như có tiếng kêu lanh lảnh từ phía xa vọng lại, rồi dần dần biến mất trong làn sương khói mịt mù. Ông Tư xoa ngực tôi một lúc lâu thì tôi mới khá hơn được. Tôi thở hổn hển, bàng hoàng nhìn xung quanh. Đỡ hơn chưa? Mẹ tôi lại hỏi. Tôi không đáp, chỉ nhìn chiếc xe đạp đã biến dạng bên cạnh. Mặt kính của chiếc đèn pin buộc bên tay lái đã vỡ, nhưng bóng đèn chưa hỏng, rọi ra một chùm sáng vàng lẻ loi. Thấy tôi không sao, mẹ lại nổi cáu. Không cho anh làm, anh lại cứ nhất định phải làm. Anh nhìn xem, anh đụng phải cái thứ gì rồi hả? Gáy tôi bị va đập mạnh, chảy bê vết máu xuống cổ. Tôi phải đến bệnh viện khâu 6 mũi. Từ bé đến lớn tôi chưa từng bị thương nặng đến vậy. Nhưng so với những gì tôi từng trải qua thì lần này là lần nhẹ nhất rồi. Đầu tôi rất đau, trái tim còn đau hơn. Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng mắng Tiểu Lôi, nói cái thứ hôi thối kia thật là không biết xấu hổ, đã chết rồi còn chạy ra hại người. Mẹ, tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng. Còn với cô ấy thật sự chỉ đang yêu đương thôi. Anh nhìn lại mình đi, sao vẫn còn bị mê hoặc thế hả? Yêu đương cái quái gì? Thứ người ta thèm muốn là dương khí của anh đấy. Tôi vội giải thích, bọn con thật sự chỉ mới nắm tay thôi, không làm cái gì hết mà. Làm gì thì anh tự biết. Mẹ tôi lại nói với ông Tư. Chủ Tư, chú mau quăng cho thứ kia 108 lá bùa để nó cút ra ngoài đi ạ. Mặc dù mẹ tôi chưa xem Vườn Sao Băng bao giờ, nhưng ngữ điệu này, tư thế này giống y hệt mẹ của Đạo Minh Tử đối với San Thái vậy. Ông Tư cũng khuyên, chị đừng sốt ruột quá thế, Kim Giác không giống mấy đứa trai trai bất trị kia đâu. Thế dương khí của nó ném đi đâu rồi ạ? Ông Tư hỏi tôi, có phải cô ta từng tìm con trong mơ không? Tôi đáp vâng. Ông Tư suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hơi xấu hổ, dùng giọng tế nhị hỏi, thế con có rơi vào bẫy của cô ta không? Tôi ngơ ngác hồi lâu, hiểu ra ý của ông Tư, tôi đáp, chắc là có ạ. Thế rốt cuộc là có hay không? Dạ, nhưng dương khí không thoát ra mà. Ông Tư nhìn sắc mặt tôi bảo, hay, không từ bên dưới thoát ra, nhưng từ bên trên thoát ra. Là sao ạ? Tôi hỏi. Mẹ tôi khó chịu nói, chính là phải lòng nó rồi chứ còn gì. Ông Tư cũng cười ha hả gật đầu, nói, sức mạnh của cô ta đến từ tâm trí của con. Con càng nghĩ đến cô ta nhiều thì cô ta sẽ càng mạnh. Rồi nói thêm, đừng tưởng dương khí sẽ chỉ thoát ra từ bên dưới, chỉ cần con nghĩ đến thôi là dương khí của con đã chạy thẳng đến chỗ cô ta rồi. Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Tiểu Lôi lại nói muốn tôi mãi mãi yêu cô ấy, không được phép nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác. Và cũng hiểu tại sao cô ấy lại nói tình cảm của cô ấy có hạn, không muốn đặt vào bất cứ chuyện gì không liên quan. Nhưng mà đến tận bây giờ tôi vẫn có chút không thể nào tin được. Cô ấy không phải là người ư? Anh không có mắt nhìn hả? Nhưng tất cả hành động của Tiểu Lôi hoàn toàn khác với đám nhân huynh mà tôi đã từng thấy trước đây. Thế rốt cuộc cô ấy là gì? Ma quỷ ấy à? Vô hình hư ảo. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ta cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp, nên vẫn chưa kể cho con nghe. Ông Tư im lặng một lúc lâu rồi nghiêm túc nhìn tôi. Thứ con gặp phải vô cùng hiếm thấy, gọi là sinh thần hoạt quỷ. Con xem Tây Du Ký có thắc mắc, yêu tinh có hùng tinh, ngư tinh, nhưng lại có cả bạch cốt tinh là thế nào không? Người chết rồi thì thành ma, xương cốt sao có thể thành tinh được? Vừa mới nói thế, tôi quả thật cảm giác được bạch cốt tinh không giống như những yêu quái khác. Nhưng nó tự có lai lịch của nó. Ông Tư nói tiếp. Người viết sách chắc chắn đã từng nghe nói đến sinh thần hoạt quỷ, thế nên mới viết ra như vậy. Cái gọi là sinh thần hoạt quỷ chính là một loại tồn tại nằm giữa quỷ quái, cương thi, có thể nhập mộng, có thể mê hoặc người khác, có thể ẩn thân, giỏi biến hóa, oán niệm cực nặng, còn lợi hại hơn cả lệ quỷ. Tương truyền ghi lại, có một nam thanh niên quen một người phụ nữ bên ngoài thôn, sau đó tối nào cũng đi chơi với cô ta. Lâu dần gia đình thấy có gì đó không đúng nên lén lút đi theo xem, thì thấy thanh niên đó cứ hễ ban đêm là lại chui vào một ngôi mộ. Người nhà của nam thanh niên đào ngôi mộ ra vào ban ngày, phát hiện trong quan tài có một người phụ nữ kiều diễm nằm đó, nửa thân trên mềm mại sống động như thật, nửa thân dưới toàn là xương, nhưng trên đùi đã bắt đầu mọc ra rất nhiều thịt mới. Hóa ra, sau khi người phụ nữ này chết, oán niệm còn tồn tại chưa tan, mỗi đêm đều dùng dương khí tầm bổ, chỉ trong vòng 3 năm sẽ trọng tổ lại thân người. Nhưng giai đoạn này không thể gián đoạn được, chỉ cần gián đoạn là sẽ chết. Đó chính là sinh thần hoạt quỷ. Tôi lập tức hiểu ra tại sao Tiểu Lôi lại sợ mất tôi đến thế, sợ tôi không còn yêu cô ấy nữa.
Mọi người sớm đã biết Tiểu Lôi không phải người rồi ạ? Tôi hỏi mẹ. Ừ. Thế sao mẹ không nói sớm? Nói sớm kiểu gì hả? Người ta đã mê hoặc anh đến độ không biết trời trăng gì nữa rồi. Nói sớm thì anh tin đấy chắc. Không khéo còn đánh rắn động cỏ. Thế thì thật sự hết đường lui. Mẹ càng nói càng giận. Vơi lấy cái móc phơi quần áo rồi bắt đầu đánh tôi. Yêu ai không yêu? Lại yêu đúng vai quỷ. Này thì yêu quỷ này. Ông Tư ở bên khuyên. Ai, chuyện này không trách thằng bé được. Tất cả là do nó gây ra hết. Mẹ tôi vẫn khăng khăng. Ông Tư cười khổ. Ngày phòng đêm phòng, đào hoa khó phòng. Năm đó trên đường đi xem phim ở thôn Bạch Phủ, chị chẳng suýt nữa bị hồ ly tinh lừa đi, gây bao nhiêu chuyện cười còn gì nữa. Người ngày xưa đơn thuần bao nhiêu, sao so sánh được với bây giờ ạ? À? Con đã nói với nó bao lần rồi, thế mà nó không chịu nghe, không có tiền đồ. Ông Tư nghiêm mặt lại nói, người lớn sao khuyên được chuyện chúng nó tìm bạn hả? Năm đó lúc đi chăn dê, chị chẳng phải suýt đã bỏ trốn với lục lang kia đó thôi, cũng chả tuổi này phải không? Đã thế chị còn hứa hôn rồi cơ. Mẹ tôi đỏ mặt lên ngừng nói. Bố tôi đẩy cửa thò đầu vào hỏi. Lục lang là ai? Đi nấu cơm đi. Mẹ tôi gầm lên. Bố tôi đã đóng cửa đi ra ngoài. Ông Tư nói với mẹ. Nhà ta đã dính với cái số này rồi. Thôi đừng ai cười nhạo ai nữa. Ngừng lại một lát, ông nói tiếp. Chỉ là không ngờ Kim Giác lại hăng như vậy. Mẹ tôi cũng vỗ đùi. Tức chết mất. Sắp 18 luôn rồi mà cứ phải xảy ra chuyện. Mẹ tôi chợt nghĩ đến gì đó lại bảo. Nếu Kim Giác hoàn toàn quên nữ quỷ kia đi thì chẳng phải nó sẽ không sống được bao lâu nữa sao? Khó. Ông Tư lắc đầu. Mấy ngày đầu thì còn không sao, nhưng giờ đã nặng quá rồi, không dễ đối phó đâu. Thế chú Tư, chú định làm gì ạ? Ai, ôi chào ơi. Ông Tư thở dài một tiếng. Đây là số kiếp của Kim Giác nhà chúng ta, đành phải để thằng bé tự mình giải quyết thôi. Tôi kinh hãi, mẹ tôi cũng rất lo lắng. Chuyện thường thì không sao, nhưng lần này thì không ổn đâu ạ. Ông Tư cười khổ. Tương lai mấy chuyện thế này sẽ không ít đâu. Ta là người già, anh chị là cha mẹ. Chẳng lẽ có thể bảo vệ nó cả đời được hay sao? Lúc này tôi mới nhận ra, ông Tư dường như đã già đi nhiều. Giọng nói ngày xưa dõng dạc rõ ràng, giờ đã hơi yếu. Tóc hai bên thái dương cũng đã bạc nhiều, ánh mắt không còn tinh anh như trước nữa. Ông Tư rút từ thắt lưng ra một vật dài bọc trong vải đen. Mở ra, đó là một bao kiếm da cũ kỹ. Ông rút từ trong đó ra một thanh kiếm ngắn màu hạt dẻ bằng gỗ đưa cho tôi. Một mặt kiếm dùng chu sa vẽ bắc đầu, mặt còn lại dùng chu sa vẽ nam đầu. Toàn thân đen xì bóng loáng, trông có vẻ như đã rất lâu năm. Mẹ tôi vừa thấy thanh kiếm thì hơi sửng sốt. Chủ tử, đây là... Cái này không được đâu. Nghe giọng điệu của mẹ tôi, thanh kiếm gỗ này dường như là một thứ cực kỳ quan trọng. Đã đến lúc trao lại nó rồi. Ông Tư nói với mẹ tôi, anh dũng của chị không đủ năng lực, truyền thừa của chúng ta không thể đứt tại đây được, dù thế nào cũng phải có người tiếp tục truyền cái này xuống. Kiếm gỗ táo lôi giáng. Vừa nghe ông Tư nói vậy, tôi mới thấy trên thanh kiếm mơ hồ có vết nứt chạy dọc thân, giống như một ngọn lửa, lại giống như một tia sét. Đây là cụ cố của con giao cho ta. Sau khi cụ cố con đi, ta không truyền xuống được nữa. Này, giao lại cho con. Tôi thấy giọng điệu của ông Tư rất trịnh trọng nên cung kính đứng dậy. Sau đó, từ từ cúi đầu xuống, nâng hai tay lên tiếp nhận. Vừa chạm vào thanh kiếm gỗ táo, tức khắc tôi cảm thấy hai tay như bị điện giật nhẹ. Thanh kiếm dường như hơi nóng lên. Sau đó, ông Tư đưa cho tôi một con dấu sắc đen tuyền. Bên trên khắc hình một con sư tử nhỏ. Con dấu được viết bằng chữ khoa đầu, tôi không đọc hiểu được. Được rồi, nhận ấn với kiếm rồi thì sau này chính là người trong môn ta. Ngừng một chút, ông Tư nói tiếp. Nói trước nhé, cửa này vốn truyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại, giờ lại đưa cho đứa cháu ngoại là con thì phải có nhiều thêm một quy định. Ông Tư, ông nói đi ạ. À? Hồi xưa chúng ta có thể dựa vào nghề này mà kiếm được ít tiền sinh nhai, nhưng đến đời con thì không thể lấy một xu nào cả, tốt khoe xấu che không được lấy dù chỉ một xu. Tôi gào thét trong lòng rằng nó chẳng hay ho tí nào, ai ngờ được sau này mình vẫn phải làm không công chứ. Nhưng vừa nghĩ đến những năm này, mình đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Nay có thanh kiếm và con dấu này thì tương lai tôi có thể tự bảo vệ được rồi. Giờ con phải làm gì đấy ạ? À? Tôi hỏi. Dễ thôi, con gọi nữ quỷ kia ra đây. Tìm cơ hội cắn xương quai xanh của cô ta, sau đó cầm thanh kiếm này giết cô ta đi. Tôi giật mình, thanh kiếm trong tay rơi xuống, tôi vội vội vàng vàng nhặt lên. Ông Tư nghiêm nghị nhìn tôi. Nếu con còn có chút tình cảm với cô ta, thì cứ làm vậy đi. Như thế tốt cho tất cả mọi người.
Chuyện này cũng chỉ có mình con làm được thôi. Mẹ tôi an ủi, đừng sợ, lúc trước ông Tư đã bỏ đồ vào khăn quàng cổ rồi, thường thì quỷ sẽ biến mất ngay trong ngày, cho dù nó có sống được đến giờ thì cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức đâu. Dạ, tôi chợt giật mình, lúc này mới phản ứng lại được. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra vấn đề, bà đã sớm ra tay rồi, giờ hết cách nên mới đành để tôi làm. Đêm hôm đấy, toàn bộ phần thân trên của Tiểu Lôi bốc khói, không phải vì sức mạnh của tấm bùa hộ mệnh, mà là vì cái khăn quàng cổ. Thứ ở trong chiếc khăn lợi hại đến vậy, tại sao cô ấy vẫn cuốn nó chứ? Nghĩ tới đây tôi lập tức hiểu ra, bởi vì chiếc khăn kia là thứ duy nhất tôi đã tặng cho Tiểu Lôi. Trước khi lên đường, ông Tư lấy ra 5 tấm thái thượng tiểu ẩn phù, dán chúng lên tay chân và cổ của tôi. Nói là như thế thì khi tôi giết Tiểu Lôi, người khác sẽ không nhìn thấy tôi. Dán xong, mẹ tôi nhìn đi nhìn lại, thấy không có gì thay đổi cả nên nghi ngờ, có phải bùa của ông Tư không linh rồi không? Chị tưởng đây là Tây Du Ký chắc. Ông Tư giải thích, tiểu ẩn pháp này mặc dù không lợi hại bằng lữ tổ bạch hạc pháp truyền thống hay ma lợi chi thiên pháp của đường mật, nhưng nó lại vô cùng đơn giản dễ làm. Làm phép xong thì tương đương với việc đứng ở điểm mù của mọi người. Chỉ cần người xung quanh không đặc biệt đi tìm và người làm phép đứng im không lên tiếng thì sẽ không thu hút sự chú ý. Có thể xưng là hiệu suất cao và đơn giản nhất trong các phương pháp tàng hình. Yêu cầu duy nhất là tố chất tâm lý của người làm phép phải cao. Lúc người khác tìm họ thì lòng không được hoảng, vừa hoảng lên là sẽ hiện hình ngay. Nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng, nhắc đi nhắc lại là thằng bé còn nhỏ. Ông Tư đấm hai phát vào ngực tôi. Nhỏ cái gì nữa, nếu là hồi xưa thì cũng đã làm cha rồi đấy. Nhưng mà lòng tôi vẫn còn do dự. Còn cảm thấy Tiểu Lôi không giống người xấu. Mẹ tôi sốt ruột, nó mà là người xấu thôi thì đã tốt rồi, nhưng nó lại là thứ cùng hung cực ác nhất trong các loài quỷ đấy. Anh quên lúc nó định bóp chết anh rồi hả? Lại còn ở đấy mà lòng dạ đàn bà nữa, quỷ mê tâm khiếu anh rồi hả? Hiếm khi mẹ tôi dùng đến ba thành ngữ trong một câu nói, có thể thấy bà đã giận đến mức nào. Tôi lập tức im miệng. Ông Tư cũng an ủi, chúng ta và cô ta không cùng một con đường, dứt khoát chặt đứt sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thấy tôi còn hơi miễn cưỡng, ông nói tiếp, nhớ kỹ, gặp nhau rồi thì đừng nhìn vào mắt cô ta, cũng đừng nói chuyện với cô ta, cứ lập tức ra tay luôn. Ngày 30 tháng 12 năm 2001, đó là một ngày trước khi tôi tròn 18 tuổi. Vào buổi trưa khi dương khí mạnh nhất, tôi phải giết chết mối tình đầu của mình. Đột nhiên cảm thấy làm người lớn thật là khó. Tôi đeo thanh kiếm gỗ, lái xe đạp đến nơi mà tôi và Tiểu Lôi từng đi chung với nhau. Quán Hoành Thánh, hiệu sách, phố đi bộ, khu phố nơi cô ấy ở. Mỗi nơi đều gợi cho tôi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau. Lòng tôi nhất thời cảm thấy khó chịu. Nhưng vừa thấy khó chịu thì tôi lại nghĩ đến lời dặn của ông Tư. Mỗi lần tôi nhớ đến cô ấy đều sẽ đem lại sức mạnh cho cô ấy. Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về cô ấy nữa, tìm khắp xung quanh mà vẫn không nhìn thấy. Tôi lại nhớ đến studio mỹ thuật. Trong studio hôm nay không có nhiều người. Có người đi nơi khác thi tốt nghiệp, có người thì về nhà ăn Tết, chỉ còn lại mấy cặp đôi vui vẻ ngồi vẽ cùng nhau. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ có cuộc sống của tôi là thay đổi. Tôi đi loanh quanh studio mấy vòng vẫn không thấy Tiểu Lôi đâu. Đang định rời đi thì thanh kiếm gỗ táo bên hông chợt khẽ nhúc nhích. Tôi quay lại, một bóng người màu đỏ vụt qua trước mắt. Là cô ấy. Tôi nhanh chóng đi theo sau Tiểu Lôi, rồi tôi thấy cô ấy đến trước phòng vẽ tranh của Lão Tề. Trong các phòng vẽ, thường thì đều là trợ giảng dạy thay. Lão Tề mỗi ngày chỉ dạy một tiết chính, thời gian còn lại đều đóng cửa ở trong phòng vẽ của mình tác nghiệp, rất ít người đi vào đây. Tiểu Lôi nhìn quanh, lấy chìa khóa ra mở cửa. Sao cô ấy lại có chìa khóa phòng vẽ của Lão Tề nhỉ? Tôi lặng lẽ đi theo Tiểu Lôi. Sau khi cô ấy mở ra, tôi cũng theo đi vào. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng vẽ của Lão Tề. Ở giữa có một chiếc giá vẽ lớn rất dài, tác phẩm của ông treo đầy trên tường, có rất nhiều sách tranh, sổ phác họa chất đống hỗn độn trên giá sách. Trên tủ đặt đầu lâu của dê bò, ngoài ra còn có mô hình một bộ xương người. Tiểu Lôi bước vào phòng vẽ, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi rón rén theo sau, thầm ngưỡng mộ lá bùa lợi hại của ông Tư, không chỉ lừa được người mà còn gạt được cả quỷ. Đang lúc thất thần, Tiểu Lôi thốt nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy là tôi, cô ấy giật nảy mình. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa vui mừng, còn có chút cảm động. Tôi thầm nghĩ, chăng lúc này cô ấy đang nghĩ đến tôi, chỉ cần cô ấy nghĩ đến tôi thì thuật ẩn thân của tôi sẽ bị phá. Kim giác, tôi nhớ lời dặn của ông Tư,
không nhìn vào mắt cô ấy, không nói chuyện với cô ấy. Tiểu Lôi lại bước tới nhìn tôi, hơi khó khăn mở miệng. Sao anh lại đến đây? Tôi quay mặt đi, vẫn không lên tiếng. Không khí đột nhiên trở nên lặng ngắt. Một lúc lâu sau, Tiểu Lôi nói, đừng nhìn vào mắt em, cũng đừng nói chuyện với em, phải không? Tôi rùng mình, vội quay mặt đi không dám nhìn cô ấy. Hình như Tiểu Lôi đang cười. Em hiểu rồi, xin lỗi. Là do em si tâm vọng tưởng. Tiểu Lôi đột nhiên bật khóc nức nở. Tôi không nhìn cô ấy, ngậm miệng không nói. Nhưng nước mắt tôi cũng đã hơi không kiềm chế được nữa. Tôi cảm thấy Tiểu Lôi tiến về phía tôi 2 bước, bình tĩnh nói. Kim Giác, trước khi chia tay, em có thể ôm anh một cái không? Anh không cần phải nhìn em, cũng không cần phải nói chuyện với em. Thấy tôi không đáp, Tiểu Lôi lại nói, coi như em xin anh, sau khi ôm xong em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Tôi dằn vặt một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Một luồng khí lạnh từ từ lan về phía tôi, còn có mùi của tro giấy. Đây là mùi của ma quỷ. Có lẽ Tiểu Lôi thật sự yếu đi rất nhiều, thậm chí sức mạnh để che giấu mùi cũng đã không còn nữa. Những giọt nước mắt của Tiểu Lôi lạnh như nước đá rơi xuống người tôi, hai tay ôm chặt lấy tôi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi đột nhiên cảm thấy như tất cả sức lực trong cơ thể mình đang bị hút đi vậy. Không ổn. Tôi giật mình tỉnh dậy, định đẩy cô ấy ra thì phát hiện mình không thể giơ tay lên được, thậm chí còn không thể nói được. Bất cẩn quá rồi. Quả nhiên, tôi không nên tin cô ấy. Tôi nhớ đến những gì ông Tư đã nói với mình, nhanh chóng dùng miệng kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Tiểu Lôi ra, cắn mạnh vào xương quai xanh của cô ấy. Rắc, có tiếng xương gãy yếu ớt vang lên. Tôi đã cắn đứt xương quai xanh trái của Tiểu Lôi. Một làn khói đen đột nhiên phun ra từ xương quai xanh của Tiểu Lôi, còn trộn lẫn với cả tro giấy. Cô ấy lập tức đẩy tôi ra, hoảng loạn muốn khép vết thương trên xương quai xanh của mình lại, nhưng đã quá muộn. Xương khói tràn ngập không khí. Tiểu Lôi ôm chặt vết thương rú lên đau đớn, cả cơ thể phát ra tiếng xương cốt va chạm, rồi đổ gục xuống sàn như thể sắp vỡ ra thành từng mảnh. Tôi vẫn đang cắn miếng xương quai xanh của cô ấy trong miệng, vô cùng sợ hãi. Tôi vội bỏ miếng xương quai xanh ấy vào lòng bàn tay để xem. Xương quai xanh lạnh như tuyết trắng, tỏa ra ánh sáng ấm áp như bạch ngọc, không có da thịt, nhưng đã mọc ra một khối thịt hồng nhạt. Nó còn đang khẽ nhúc nhích, một giọt máu từ từ chảy ra từ vết đứt, rơi xuống mặt đất. Tiểu Lôi cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân gần như bị khói đen bao phủ. Cô ấy nhìn về phía tôi qua làn khói, đôi mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng. Tôi đã tu luyện suốt 3 năm, chỉ để chờ đến một ngày này, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã quá sợ hãi đến độ không biết phải nói gì. Tôi cũng không ngờ nó sẽ như thế này. Tiểu Lôi đứng dậy, vùng vẫy lao về phía tôi, vẻ mặt hung ác. Tôi không cam tâm. Tôi sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Tiểu Lôi không thể đứng thẳng được, muốn bám vào giá sách bên cạnh, nhưng giá sách lại đổ xuống đè lên người cô ấy. Những quyển tranh và sách vương vãi khắp sàn, một vài đồ trang trí nhỏ đã bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Âm thanh phát ra từ miệng Tiểu Lôi không còn là tiếng người nữa, mà là tiếng gào thét. Tôi chỉ nghe cũng thấy toàn thân ớn lạnh. Lòng tôi rối bời, tôi nhét mảnh xương quai xanh vào túi, rút thanh kiếm gỗ chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, sự chú ý của tôi bị một tờ phác thảo trên mặt đất thu hút. Tờ phác thảo này vốn nằm trong quyển tranh, nhưng giờ bị bay ra ngoài. Đó là một bức chân dung toàn thân của một cô gái trẻ, đang khỏa thân nằm trên ghế sofa với những đường nét thân thể vô cùng đẹp đẽ. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, mặc dù chỉ lộ ra một góc khuôn mặt, nhưng chỉ nháy mắt tôi đã nhận ra nó. Đừng nhìn! Tiểu Lôi đột nhiên hét lên từ dưới giá sách. Tôi thấy dưới bức phác thảo đó còn có một chồng giấy khác. Vừa mở ra thì thấy nhiều bức tranh hơn nữa. Tất cả đều được vẽ dựa trên cơ thể của Tiểu Lôi. Dù vẻ mặt của cô ấy có hơi e thẹn nhưng vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn họa sĩ. Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập. Giữa những bức tranh còn kèm một chiếc phong bì. Bên trong nhét rất nhiều thứ, tim tôi càng gia tốc. Lúc cầm phong bì lên, trong tay tôi run bần bật. Chưa kịp mở ra thì những bức ảnh bên trong đã rơi lả tả khắp sàn. Em xin anh, đừng xem! Tiểu Lôi gần như khàn cả giọng hô. Nhưng đôi mắt tôi vẫn bị nó thu hút. Trong ảnh là Tiểu Lôi, nhưng không phải là Tiểu Lôi mà tôi quen thuộc. Không, đây chắc chắn không phải là Tiểu Lôi. Cô ấy là một cô gái trong sáng và tốt bụng. Làm sao có thể? Làm sao lại có thể có được những tấm ảnh như thế này? Tôi cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay sắt bóp chặt, nhỏ máu. Móng tay của Tiểu Lôi tuyệt vọng cao trên sàn, cố gắng bò ra khỏi giá sách, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể đau đớn nằm lại đó đập mạnh xuống mặt đất. Anh đừng xem mà!
Tôi như phát điên, lật hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, cho đến khi đầu ngón tay bị thứ gì đó quẹt phải, máu nhỏ xuống. Bên cạnh còn có một phong bì lớn hơn, cũng chứa đầy ảnh, những bức ảnh của rất nhiều cô gái. Tôi nhận ra trong đó có cả Vương Diễm, Chu Lâm và Lưu Tiểu Huệ. Đằng sau mỗi bức ảnh đều có đánh số và ghi chú. Tiểu Lôi úp mặt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, khói đen trên người cô ấy càng ngày càng dày đặc. Em xin lỗi, em đã không thể cứu được họ. Cuối cùng tôi đã biết tất cả sự thật. Những bàn tay đó, những chiếc xe đạp đột ngột tăng tốc đó đều là nỗ lực hết sức của Tiểu Lôi để cứu lấy họ. Đêm đó sau khi tôi bị ngã, Tiểu Lôi chỉ đang cứu tôi thôi, kẻ muốn giết tôi là gã đàn ông kia. Gã đàn ông đã xuất hiện rất nhiều lần trong những bức ảnh, lộ ra nụ cười chiếm hữu, nụ cười đắc thắng, nụ cười thỏa mãn và nụ cười tà ác. Tôi không thể tin được nhìn Tiểu Lôi. Em mượn dương khí của anh là để giết lão tề. Em xin lỗi, em đã lừa anh. Tiểu Lôi đột nhiên lớn tiếng. Anh đi mau đi, lão ta sắp đến rồi. Tôi liều mạng nhấc giá sách lên kéo Tiểu Lôi ra ngoài. Phần thân dưới của cô ấy đã gần như tan biến. Tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ? Tôi vơ lấy những tấm ảnh trên mặt đất. Anh sẽ báo cảnh sát. Đừng! Tiểu Lôi ôm chặt lấy tôi. Chuyện này mà lộ ra ngoài, bố em nhất định sẽ đào mồ em lên. Xin anh! Đôi mắt của Tiểu Lôi đầy vẻ hèn mọn đẩy tôi ra nói. Chuyện còn lại cứ giao cho em, anh mau chạy đi. Không được, tôi kéo tay cô ấy. Dương khí, em cần dương khí đúng không? Anh sẽ cho em. Tiểu Lôi vừa khóc vừa lắc đầu. Em không thể hại anh thêm được nữa, anh mau chạy đi, lão ta rất đáng sợ. Đột nhiên, cánh cửa phía sau bỗng mở ra. Một người đang huýt sáo mở cửa tiến vào, nhìn giá sách đồ trên mặt đất thì giật nảy mình. Chuyện gì thế này? Đó là lão Tề. Lão ta thấy những bức tranh và ảnh trên mặt đất thì vội vàng đóng cửa lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Ai đấy? Tiểu Lôi ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Mặc dù lão Tề đang đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lão lại không trông thấy tôi và Tiểu Lôi. Tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn dán thái thượng tiểu ẩn phù. Chỉ cần lão Tề không nghĩ đến tôi thì sẽ không nhìn thấy tôi. Còn Tiểu Lôi thì tự có cách ẩn thân riêng. Tiểu Lôi vẫy tay, ra hiệu cho tôi đứng vào chỗ góc tường. Tôi ôm Tiểu Lôi đứng dựa sát vào tường. Lão Tề kiểm tra căn phòng một lượt, chắc chắn rằng không có ai, thì mới vội vàng dọn dẹp những tấm ảnh và tranh trên sàn. Tiểu Lôi cứ chốc chốc lại chỉ vào cửa, nhắc đi nhắc lại với tôi bằng khẩu hình môi. Chạy mau, mặc kệ em. Nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hơi thở của tôi càng ngày càng dồn dập, máu khắp người như sôi sùng sục, đầu óc tưởng chừng sắp nổ tung ra. Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về những tấm ảnh đó, nhưng hình ảnh trong tấm ảnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ tới lại giống như bị dao đâm một cái. Tức giận, đau đớn, nhục nhã, tất cả những gì tôi đang phải chịu đựng là vết thương tàn khốc nhất mà một thiếu niên 18 tuổi không thể tưởng tượng ra. Tôi phải giết chết lão súc sinh này. Khuôn mặt của Tiểu Lôi tái nhợt, liều mạng đẩy tôi về phía cửa, nhưng cô ấy không đẩy nổi. Tôi lặng lẽ đi đến bên bàn vẽ, nhặt cái chặn giấy bằng gỗ lim lên, nhắm chuẩn vào gáy lão Tề, dùng hết sức đập mạnh xuống. Tôi phải đập vỡ đầu của lão súc sinh này, đập vỡ sọ lão, nhìn xem bên trong rốt cuộc bẩn thỉu đến cỡ nào. Bốp một tiếng, lão Tề đột nhiên ngoảnh đầu đi, thế là cái chặn giấy sượt qua da đầu lão, thân thể tôi thoáng lên, suýt nữa thì ngã. Lão Tề che đầu quay lại giật nảy mình. Em vào khi nào thế, Kim Giác? Lão Tề nhìn tôi, rồi nhìn những tấm ảnh và tranh trên mặt đất, vội vã chạy đến cạnh tủ, rút thanh bảo kiếm chấn trạch ra, mỉm cười với tôi. Nụ cười đó cũng kinh tởm y như trong ảnh vậy. Đây là do mày tự tìm chết. Hôm nay người phải chết là mày. Tiểu Lô chạy đến trước mặt tôi, chặn lão Tề lại. Cô ấy không còn che giấu nữa, dần dần lộ ra chân thân trước mặt lão. Lão Tề dụi mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại, lạnh lùng nhìn tôi. Được rồi, lần cuối cùng nhé. Tôi vòng tay ôm lấy Tiểu Lôi. Tôi hận không thể dùng cái ôm này để nói hết tất cả sự hối hận và tình yêu với cô ấy. Chỉ trong nháy mắt, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị hút đi. Tôi dựa vào tường, đứng ra một bên yếu ớt nói với Tiểu Lôi. Cố lên nhé, bảo bối. Tiểu Lôi toàn thân sững ra, sau khi phản ứng lại thì cảm kích gật đầu. Sau đó, hùng ác nhìn chằm chằm vào lão Tề. Lão Tề còn có chút chưa hồi thần lại, vẫn nghi ngờ nhìn Tiểu Lôi. Mày là người hay quỷ? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, cơ thể cô ấy dần dần giãn ra như một con nhện. Những đường gân nổi lên trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực, mái tóc tung bay,
móng tay điên cuồng mọc dài. Không nhớ ra, xuống dưới đó, từ từ mà nhớ. Vù một tiếng, Tiểu Lôi lao tới. Lão Tề cầm thanh bảo kiếm chấn trạch, trên thanh kiếm có vẽ thất tinh bằng chu sa, đã từng được người ta khai quang rồi, nhưng lúc này lại không hề có tác dụng gì cả. Vừa vung lên đã bị Tiểu Lôi tát bay sang một bên. Tiểu Lôi đè Lão Tề xuống sàn, há to miệng. Cả cái đầu gần như biến dài ra, răng nanh bên trong trắng loáng sắc nhọn, cắn thẳng vào cổ Lão Tề. Bốp! Tiểu Lôi hình như bị thứ gì đó đâm trúng, rồi lại bị thứ gì đó trói lại. Trong nháy mắt, cô ấy dần dần bay lên, xung quanh đột nhiên có một luồng điện bùng nổ, sấm sét đánh xuống. Tiểu Lôi hét lên từng tràng thảm thiết. Tôi chộp lấy chiếc ghế gấp bên cạnh, vội vàng chạy đến giúp. Nhưng lúc này, chỉ thấy Tiểu Lôi ngoảnh mặt lại nhìn tôi một cái, trong đôi mắt lộ ra vẻ không nỡ, cười thảm một tiếng, há miệng nói với tôi. Bùm! Trong phòng, tranh ảnh bay tứ tung. Sau khi khói đen tan đi, chỉ còn lại một ít tàn tro chậm chậm rơi xuống sàn. Tiểu Lôi đã chết ngay trước mặt tôi, hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Cô ấy thậm chí còn không kịp để lại cho tôi một câu nói. Lão Tề cầm thứ gì đó trên tay đối diện với tôi, cười ác độc. Đó là một tấm Phật bùa. Mặc dù tôi không nhìn rõ có gì bên trong Phật bùa đó, nhưng có thể thấy thứ kia tỏa ra một luồng khí lam vô cùng kỳ dị. Tôi chợt nhớ tới, thứ có được hào quang và màu sắc như thế này chính là Phật bùa của phái Xiêm Mao. Xiêm La giáng đầu, Mao sơn thuật, Phật. Rõ ràng là ba thứ không hề liên quan đến nhau, nhưng sau mấy ngàn năm dung hợp lại biến thành cùng một trường phái. Năm đó tôi bị người ta mượn thọ, tà sư phi pháp đứng sau còn chưa có manh mối gì. Chúng cũng dùng Xiêm Mao thuật, không ngờ hôm nay tôi lại đụng phải. Lão Tề vuốt ve tấm Phật bùa trong tay. Bàn đại sư nói đúng, xung quanh tao quả nhiên có thứ bẩn thỉu, thật linh nghiệm. Lão Tề hung ác nhếch mép nhìn tôi. Thấy chưa hả? Chỉ cần có tiền, đừng nói trắng đen lưỡng đạo, ngay cả yêu ma quỷ quái ông mày cũng có thể xử lý. Tôi giận run người, đầu óc trống rỗng hét lên, cầm chiếc ghế gấp đập về phía lão ta. Lão Tề né ra một bên vơ lấy nghiên mực trên bàn, choang một tiếng. Nghiên mực vỡ tan tành trên trán tôi. Tôi ngã gục xuống đất, mặt bê bết toàn là máu. Hôm qua vừa mới bị chấn thương, hôm nay lại bị đánh nữa. Đầu óc ong ong suýt chút nữa thì ngất đi. Lão Tề thấy tôi không nhúc nhích nữa, vội bắt đầu thu dọn đống tranh ảnh trên mặt đất. Dọn được một nửa, thì đột nhiên như phát điên ném hết những thứ đó đi. Một tay túm lấy tóc tôi, một tay cầm bức ảnh cho tôi xem. Trong ảnh là Tiểu Lôi. Tôi cố hết sức để không chuyển tầm nhìn vào những nơi khác. Lão Tề lắc đầu tôi, xem dòng chữ ở mặt sau của bức ảnh. Nữ quỷ ban nãy có phải là cô ta không? Tiểu Lôi. Môi tôi run rẩy, thở hổn hển, gần như không thể nói ra tiếng được. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lão, dùng toàn bộ sức lực để nói. Lão xúc sinh. Lão Tề hoàn toàn không quan tâm đến những gì tôi nói, chỉ buồn bã nhìn bức ảnh. Như thể lão đã phải chịu đựng tổn thương to lớn nào đó, che mặt bật khóc. Tại sao lại phản bội tôi chứ? Rõ ràng cô đã từng nói tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi mà. Lão tự nhặt bản vẽ trên sàn lên, ngoại trừ Tiểu Lôi, còn có Vương Diễm, Chu Lâm, Lưu Tiểu Huệ. Nói dối, đàn bà toàn là lũ dối trá, nói gì mà chỉ thuộc về tôi. Nhưng cuối cùng lại đi tìm thằng đàn ông khác. Lão Tề xé hết đống tranh và ảnh kia đi, sau đó hằn học nhìn chằm chằm tôi. Mày đã dụ dỗ phụ nữ của tao, làm ô uế tác phẩm của tao. Lão Tề túm lấy cổ áo tôi đập mạnh vào tường, vừa đập vừa la hét. Tại sao mày phải làm ô uế tác phẩm của tao? Đây là tác phẩm độc nhất vô nhị ta dùng tâm huyết và thanh xuân của chúng nó làm ra. Là tác phẩm mãi mãi chỉ thuộc về một mình tao thôi. Vậy mà lại bị cái thứ bẩn thỉu như mày làm hoen ố. Toàn thân tôi mềm nhũn, bị lão Tề đập vào tường hết lần này đến lần khác. Hai mắt khép hờ không nói nổi ra lời. Thấy tôi không nhúc nhích, lão Tề quăng tôi xuống, lấy một cái chậu rửa mặt, vứt hết đống tranh ảnh vào đó, châm lửa đốt. Trong miệng còn lẩm bẩm. Tác phẩm ô uế thì không thể giữ lại nữa, không thể giữ lại nữa, bẩn rồi. Ngoài đống tranh ảnh kia, tôi còn thấy chân dung có dán tóc và da mặt của Chu Lâm. Hóa ra hôm đó lão Tề đã luôn theo dõi tôi. Ngọn lửa cháy rừng rực, chậu rửa mặt bốc lên từng đợt mùi khó ngửi. Lão Tề cầm con dao dọc giấy lên, chậm chậm đánh giá tôi, như thể đang nhìn một tờ giấy vẽ trắng tinh. Không sao, tao có thể dùng mày để tạo ra tác phẩm mới, còn tốt hơn cả những tác phẩm cũ nữa. Tôi sợ tới mức nhích dần về phía sau, lão Tề đang định tiến lên thì đột nhiên cửa bật mở. Ai đấy? Lão Tề ngạc nhiên nhìn người bước vào. Thầy Tề, lúc trước em từng đến đây học vẽ, em tên là Trần Vĩ.
Ngay lúc lão tề đang định hỏi thì Trần Vĩ đã bước tới, ngồi xổm xuống nhìn tôi. Nó mặc một chiếc áo khoác da, trên tay cầm cái mũ bảo hiểm, trông có vẻ như vừa lái xe máy đến đây, toàn thân tỏa ra hơi lạnh. Mau! Tôi định bảo Trần Vĩ mau ra ngoài báo cảnh sát, nhưng ai ngờ nó đột ngột ngồi xổm xuống ôm lấy tôi. Đừng nói tôi, ngay cả lão tề cũng bị dọa cho ngơ ra. Tôi không nhúc nhích, hoàn toàn chết đứng. Nhưng rồi tay chân của tôi bỗng nhiên lấy lại được sinh lực. Lão tề cuối cùng cũng phản ứng lại, nghi ngờ nhìn Trần Vĩ. Sao mày vào đây được? Trần Vĩ móc chìa khóa ra quăng cho lão tề. Trong tủ điện nước có chìa khóa dự phòng, ông quên rồi à? Tôi đang nhìn biểu cảm khi nói chuyện của Trần Vĩ, có chút xấu xa lại có chút đáng yêu. Trái tim tôi đập thình thịch. Tiểu lỗi? Không thể nào, vừa rồi rõ ràng cô ấy đã hồn phi phách tán rồi mà, ngay trước mắt tôi. Trần Vĩ mỉm cười với tôi. Cũng nhờ ban nãy anh đã cứu em một mạng đấy. Tôi chợt phản ứng lại, là mẩu xương quay xanh. Khoảnh khắc Tiểu Lôi bị Phật bùa xóa sổ, cô ấy đã trốn vào mẩu xương quay xanh của mình, sau đó chạy ra ngoài mượn thân xác của Trần Vĩ. Lái xe máy lao tới đây, Trần Vĩ từng nói nó có thể lái xe đến hơn 100, quả nhiên là thật. Tôi kích động nhìn Trần Vĩ, à không, là Tiểu Lôi, nhất thời không biết nên nói gì. Em chỉ dùng thân thể này được một lúc thôi, anh nhanh lên. Tiểu Lôi hét lên với tôi. Nói đến cuối, cô ấy bỗng thay đổi giọng điệu. Có gì thì nói sau nhé, bảo bối. Lão tề bỗng cầm Phật bùa lao về phía Tiểu Lôi. Tôi lập tức dùng kiếm gỗ táo chặn trước mặt cô ấy. Được thôi, bảo bối, em đứng ra sau đi. Lần này tôi muốn bảo vệ cho cô ấy. Tiểu Lôi chậm chậm đứng vào góc tường, cơ thể cô ấy đã rất yếu. Lão tề nhếch mép, cầm con dao dọc giấy trên bàn, hung ác cười với tôi. Mày còn coi nó là bảo bối cơ đấy. Mấy năm trước, ông mày đã chơi chán nó rồi. Lửa giận lại sộc lên tận óc, tôi lao đến vật lộn với lão tề, quên luôn cả đau đớn lẫn sợ hãi, chỉ muốn giết chết lão súc sinh này. Sau khi tôi và lão tề đánh nhau lăn lộn trên mặt đất một lúc, thì cả hai rơi vào thế giằng co bất động. Thanh kiếm gỗ của tôi dí vào ngực lão, còn con dao dọc giấy của lão thì chọc vào bụng tôi. Máu nhỏ tong tong trên mặt đất, bụng tôi đau nhói từng cơn. Lão tề cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kiếm gỗ táo, cười thè thé. Kiếm giác, lấy thanh kiếm gỗ ra để lừa quỷ chắc. Tôi nhìn thẳng vào mắt lão, cười gằn từng chữ một. Ai bảo kiếm gỗ không thể giết người? Lão tề đột nhiên run lên, lúc này mới phát hiện mũi kiếm đã đâm xuyên qua xương ngực của lão. Áo sơ mi trắng trước ngực lão đã nhuốm màu đỏ tươi, y như hoa hồng, dần dần lan rộng. Tôi giúp kiếm đứng dậy. Lão tề ôm ngực, co quắp lại thành một cục, nói không nên lời. Tiểu Lôi lo lắng chạy đến xem. Tay tôi đang cầm một lưỡi dao gãy, con dao dọc giấy của tôi bị lão bẻ gãy rồi. Vết thương trên bụng tôi chỉ là vết thương ngoài da. Tiểu Lôi nghiến răng đi về phía lão tề. Tôi vội giữ chặt lấy cô ấy. Đánh nhau xong, đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo lại nhiều. Tất cả nỗi oán hận của Tiểu Lôi đều bắt nguồn từ kẻ cặn bã là lão tề. Nếu không thể hóa giải nỗi hận, thì cô ấy sẽ mãi mãi phải làm sinh thân hoạt quỷ. Tôi muốn hóa giải nỗi hận của Tiểu Lôi. Lão tề ôm chặt ngực không thể đứng dậy được, đầy mặn cầu xin nhìn tôi. Kim Giác, cậu có muốn vào trường mỹ thuật trung ương không? Tôi có mối quan hệ. Tôi không thèm nhìn lão, chỉ kéo tay Trần Vĩ hỏi Tiểu Lôi. Em còn tức giận với lão à? Vâng. Lão tề quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu cầu xin. Kim Giác, cuộc sống của cậu chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Đừng có vì một con quỷ mà gây ra mối hận thiên cổ, không đáng đâu. Nói cũng đúng, Tiểu Lôi nói với tôi. Không thể để anh chịu liên lụy được. Lão tề một tay cầm tấm vật bùa, căng thẳng nhìn chúng tôi nói. Đúng đúng đúng, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, phải lý trí hơn, việc gì cũng có thể thương lượng được mà, tình cảm không giải quyết được vấn đề. Tiểu Lôi lạnh mặt, lấy một cái chai thủy tinh từ tủ bên ném thẳng vào lão tề. Lông cái chai bay lên không trung, tôi mới nhận ra nó là nhựa thông dùng để pha với sơn dầu. Tôi thích dùng tình cảm để giải quyết vấn đề hơn đấy. Choang một tiếng, cái chai vỡ tan, nhựa thông bắn tung tóe khắp người lão tề. Lão còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lôi đã đá vào chậu rửa mặt. Chậu rửa mặt chứa đầy những bức tranh ảnh còn chưa cháy hết. Phừng một tiếng, lão tề bốc cháy, khói nhựa thông rất dày. Lão tề bị bắt lửa nằm lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Lôi nắm lấy tay tôi, giống như khi chúng tôi nhìn bộ dạng Đại Long bị ngã cầu thang vậy. Chỉ lặng lẽ nhìn, ngọn lửa hắt lên khuôn mặt bình tĩnh của cả hai chúng tôi. Dù là sinh thân hoạt quỷ hay là lệ quỷ, thứ nuôi dưỡng họ đều là nỗi oán hận không tiêu tan. Nhưng nếu báo thù thành công thì chỉ làm tăng thêm sát nghiệp, số mệnh đã tẫn, họ sẽ phải gánh chịu hình phạt nặng nề.
500 năm nhốt dưới địa ngục. Nếu lão tề bị thiêu chết, tiểu lô sẽ thật sự phạm vào sát nghiệp. Tôi lấy bình chữa cháy trong góc ra đưa cho cô ấy. Chúng ta đừng tức giận nữa có được không? Tiểu lôi không nhận lấy bình chữa cháy, mà từ từ bước tới nhìn lão tề, nhàn nhạt nói. Nỗi đau đớn của lão đang chịu, làm sao có thể so sánh với em chứ? Lão tề đột ngột sộc qua ngọn lửa, tay cầm Phật bùa đẩy về phía tiểu lôi. Tôi phản ứng nhanh, bốp, rầm hai tiếng. Tôi dùng bình chữa cháy đập thẳng vào đầu lão tề. Lão lại ăn đau, ngã ngồi trên mặt đất. Phật bùa đã bị thiêu đến biến dạng, ánh sáng xanh cũng tiêu tán, mất đi pháp lực. Nói đến thấy cũng tội, tấm Phật bùa xiêm mao đến mãnh quỷ còn cản được, vậy mà lại không cản nổi lửa. Tiểu lôi mỉm cười, nhìn lão tề bị lửa thiêu đến mức toàn thân co rúm lại, trong miệng lẩm nhẩm 91 phần, 92 phần, 93 phần, 94 phần. Tiểu lôi nhìn tôi, 95 phần, tắt bếp thôi. Tôi ấn bình cứu hỏa, phụt một tiếng, bọt trắng phun khắp người lão tề. Trong phòng bốc lên một thứ mùi y như barbecue nướng khét vậy. Thậm chí lão tề đã không còn tỉnh táo. Lão dùng mấy đầu ngón tay gần như chảy ra của mình bóp Phật bùa duỗi về phía tiểu lôi. Xua tà thị hung, xua tà thị hung. Phật bùa đã bị thiêu đến biến dạng, dính liền với bàn tay của lão ta, không còn tách ra được nữa. Tiểu lôi thờ ơ nhìn lão tề, giống như đang nhìn rác rưởi bên đường. Tôi không tức giận nữa, nhưng có người vẫn còn giận đấy. Mấy đôi bàn tay màu lam trồi lên từ dưới đất, dần dần trèo lên người lão tề. Vương Diễm, Chu Lâm, Lưu Tiểu Huệ, còn có mấy cô gái mà tôi không quen, đều đã hóa thành oán quỷ. Lão tề nhìn đám nữ quỷ xung quanh, nhè răng bật cười lộ ra hàm răng trắng dày đặc. Báo thù đúng không? Được, nói thật cho chúng mày biết. Ông mày dù có chết rồi biến thành quỷ cũng sẽ lợi hại hơn chúng mày. Sư phụ mà tao phụng dưỡng sẽ để tao được ở âm giới hưởng phúc. Chúng mày lúc sống không đánh lại tao thì chết cũng thế. Lão tề lại hung ác nhìn tiểu lôi. Lâu còn sống ông chơi mày đủ rồi. Sau khi chết vẫn sẽ tiếp tục chơi chúng mày. Chơi chết hết chúng mày. Đám nữ quỷ lập tức không dám tiến lên. Tiểu lôi cầm thanh kiếm gỗ táo trong tay tôi lên, chia ra trước mặt lão tề. Ông hiểu rõ như thế thì chắc chắn biết thanh kiếm gỗ này đúng không? Mí mắt của lão tề đã bị thiêu cháy, không thể nào nhìn rõ được. Tiểu lôi cười lạnh nhìn lão tề. Để tôi giới thiệu cho ông nhé. Thanh kiếm gỗ táo lôi dáng này là đã tắm máu của lệ quỷ. Sau khi đâm vào người ông, sức mạnh của sinh hồn sẽ hoàn toàn tiêu biến. Người ở nhân gian phụng dưỡng cho ông thì ông cũng không nhận được. Sau khi xuống đó, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt ông. Tiểu lôi lấy cái gương nhỏ Trần Vĩ thường mang theo bên mình ra, cho lão tề nhìn thấy bộ dạng quỷ quái bây giờ của lão. Tốt nhất, ông nên cầu nguyện cho mình sống lâu thêm vài năm nữa đi. Vì so với khoảng thời gian sau khi chết của ông, thời khắc này với ông giống như đang ở thiên đường ấy. Đám nữ quỷ tức khắc lao vào gặm nhấm thân thể của lão tề. Mặc dù họ không thể làm tổn hại đến cơ thể lão, nhưng chỉ dựa vào ảo giác cũng đủ khiến lão lâm vào khủng hoảng. Lão tề đột nhiên bắt đầu bật khóc. Kiểm giác, cứu tôi với. Tôi nói với đám nữ quỷ. Tôi biết các cô rất đáng thương, nhưng oán hận sẽ chỉ khiến các cô hoàn toàn thay đổi. Xin đừng nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Nhưng đôi mắt của đám nữ quỷ đã phát xanh, vẫn tiếp tục gặm nhấm thân thể của lão tề. Lão sợ đến mức chết ngất tại chỗ. Tôi lấy con dấu sắt ông Tư truyền lại cho mình ra, miệng niệm: Tam đồ ly trường giả, ngũ khổ tận thích khiên, nghiệt hài giang đức lãng, văn pháp đáo nhân thiên. Nói xong tôi lấy dấu sắt ấn vào thân từng nữ quỷ. Họ lập tức trở lại dáng vẻ trước kia, giống như vừa từ giấc mộng dài tỉnh lại. Tơ khang đặc biệt tiền nhân hậu quả. Các cô gái mỉm cười vẫy tay với tôi rồi biến mất. Lưu Tiểu Huệ nước mắt lưng tròng nhìn thấy Trần Vĩ. Cơ thể của Trần Vĩ đột nhiên mềm nhũn ra, ngã đè lên tôi. Tiểu lôi thoát ra khỏi thân thể của nó, nói với Tiểu Huệ: Xin lỗi nha, nhưng lúc đó chỉ có thể mượn cơ thể của bạn trai cô dùng một lát thôi. Lưu Tiểu Huệ khẽ lắc đầu mỉm cười, ôm nhẹ lấy thân thể của Trần Vĩ rồi lại cười nói với tôi: Cảm ơn cậu. Nói xong Lưu Tiểu Huệ cũng biến mất. Chỉ còn lại Tiểu Lôi. Cô ấy là sinh thân hoạt quỷ, oán niệm đã tiêu tan, nhục thể cũng đã mất. Cô ấy không thể ở lại đây bao lâu nữa. Tôi cố gắng mỉm cười nói với cô ấy: Đã hết giận chưa? Tuyệt đối đừng mang theo oán hận rời đi nhé. Kiếp sau sẽ bị xấu đấy. Tiểu Lôi vừa khóc vừa cười: Ban đầu em chỉ lợi dụng anh vì thù hận, nhưng bây giờ em thỏa mãn rồi, có thể gặp được kim giác thật tuyệt. Cô ấy khẽ thở dài nói: Nhưng em vẫn giận lắm, tại sao lại không gặp được anh sớm hơn chứ? Tiểu Lôi nhào lên người tôi,
Nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một tàn ảnh, hai chân đã mơ hồ hơi trong suốt. Sau đầu cô ấy tỏa ra một vòng hào quang. Đó là dấu hiệu của việc cô ấy sắp đầu thai vào cõi người. Trước khi đầu thai, thần thức sẽ biết gia đình mình cần tới. Tôi vội hỏi, em phải đến nhà nào thế? Nói cho anh biết đi. Nói cho anh biết để làm gì? Anh sẽ đợi em. Đôi mắt của Tiểu Lôi đỏ hoe. Kiếp sau em không muốn yêu sớm nữa đâu. Ít nhất cũng phải đợi 18 tuổi. Anh có đợi nổi không? Anh đợi được mà. Đừng làm loạn nữa. Em vào bụng mẹ là quen mất thôi. Đến lúc đó em sẽ biến thành thiếu nữ trẻ trung không còn nhớ anh nữa. Làm sao mà phải làm một ông chú như anh được. Huống chi anh còn chẳng biết tán gái. Nói tới đây Tiểu Lôi bật cười. Nhưng tôi lại khóc. Tiểu Lôi nói đúng. Từ đầu đến cuối tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ấy luôn là người chủ động trả giá. Cơ thể của Tiểu Lôi càng lúc càng nhạt. Lúc này tôi nên để cô ấy ra đi mà không vướng bận gì. Nhưng tôi không thể làm được. Chỉ cố liều mình níu kéo cô ấy. Ôm lấy tàn ảnh của cô ấy hết lần này đến lần khác. Tiểu Lôi đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng chỉ có thể đung đưa trước mặt tôi một cách vô vọng. Tôi đã khóc như một kẻ ngốc. Được rồi, Kim Giác. Trưởng thành lên nào. Chúng ta phải đẹp đẽ rời đi. Sau này nhớ lại, chúng ta đều là bộ dáng đẹp nhất. Tôi lau nước mắt. Tiểu Lôi lại cười nói. Yên tâm đi, sau này anh sẽ gặp được người yêu anh thôi. Nhớ là đừng so sánh cô ấy với em nhé. Hãy quên em đi và sống thật tốt vào. Tôi gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu nguậy nguậy, khóc đến mức không nói nên lời. Tiểu Lôi từng chút một tan biến trước mặt tôi. Cuối cùng chỉ còn sót lại phần thân trên của cô ấy. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, mắt thấy đã sắp không còn gì nữa. Cô ấy đột nhiên vùng vẫy khóc nức nở, nước mắt nước mũi thi nhau rơi, nhè nành múa vuốt nói với tôi. Kim Giáp, anh phải nhớ kỹ cho em. Bà đây chính là mối tình đầu của anh đấy, mãi mãi là người đầu tiên. Cho dù em có quên anh rồi, anh cũng không được phép quên em. Tôi bị bộ dạng của cô ấy chọc cười, đang định nói gì đó. Cô ấy đã hoàn toàn biến mất trước mặt tôi, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vụ án của lão Tề đã được phá, lão cũng đã phát điên. Nghe nói vợ lão ôm tiền tiết kiệm bỏ trốn ngay trong đêm. Sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra nữa, nhưng tôi đã không còn hứng thú theo dõi. Dù sao thì lão cũng đã phải sống trong địa ngục trước thời hạn rồi. Tôi và Trần Vĩ đến bệnh viện nằm cùng một ngày. Sau đó đến đồn cảnh sát. Chúng tôi vẫn còn hơi yếu và bối rối, lời nói không khớp nhau lắm. May mà chú Trần có mấy người bạn trong sở cảnh sát. Dưới sự giúp đỡ của các chú các bác, cuối cùng chúng tôi cũng lấy xong lời khai. Vụ án cuối cùng cũng được xử lý thành tự vệ quá mức. Nhưng vì hai chúng tôi là trẻ vị thành niên, lại còn giúp giải quyết một vụ án lớn hơn, nên cuối cùng chỉ bị kiểm điểm giáo dục. Sự việc cứ thế trôi qua. Sau khi về đến nhà, tôi lại ngủ thêm một ngày nữa. Mơ mơ màng màng, mơ thấy rất nhiều thứ. Hình như đã nghe hát rất lâu. Sau khi tỉnh lại, tôi xoa nhẹ tai, cảm thấy hơi đầy bụng. Mở rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Sương khói trong suốt nhiều ngày đã tan biến. Đây là một ngày nắng hiếm hoi. Đường mặt trời sáng soi, tâm trạng tức khắc tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ có lẽ chẳng bao lâu nữa, Tiểu Lôi sẽ có một gia đình mới của riêng mình, có cha thương, có mẹ yêu, sẽ vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên. Sau này, tôi đã kể với ông Tư về Phật bùa xiêm mao tỏa khí xanh kia. Mặc dù tôi không nhớ rõ nó cung phụng thứ gì, nhưng tôi vẫn nhớ lão Tề đã nhắc đến bàn đại sư gì đó. Vẻ mặt của ông Tư rất nghiêm nghị. Ông ấy bảo tôi đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Rồi ông ấy lại lấy xương quay xanh của Tiểu Lôi đi. Tôi cố níu kéo, nhưng ông Tư bảo con gái nhà người ta đã đi rồi, tôi giữ cái này cũng không tốt, cần phải đem đi xử lý. Tôi hỏi phải xử lý như thế nào thì ông Tư nói, hồi đó khi ông giúp tôi giải quyết chuyện mượn thọ, có dùng tên trước đây của tôi để xây một ngôi mộ dưới quê. Khối xương quai xanh này cũng tiện bỏ luôn vào đó. Sau này luận lại, tôi và Tiểu Lôi coi như tiền kiếp có duyên. Sau khi thi xong, Trần Vĩ mời tôi đi ăn thịt nướng. Lại nhắc đến Tiểu Huệ, nó vẫn nhớ mãi không quên, tự hỏi giờ cô ấy đang ở đâu, sống có tốt không. Tôi bảo đừng có nhọc lòng cái này nữa. Nơi họ đến nếu không phải là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến thì cũng là Bắc Âu, Úc hoặc Mỹ, dù sao cũng không thể ở Đại Hà Bắc được. Chúng ta vẫn nên lo lắng cho tương lai của mình nhiều hơn. Trần Vĩ nói sao tôi có thể máu lạnh vô tình như thế. Khi đó lúc Tiểu Lỗi rời đi, tôi đã khóc như một con chó còn gì. Tôi thất kinh, lúc này mới biết hóa ra khi ấy thằng nhãi Trần Vĩ đã tỉnh lại rồi, nhưng nó không muốn làm bóng đèn nên giả chết. Một lúc sau nó lại hỏi, nếu nó và Tiểu Lôi hoán đổi linh hồn thì tôi sẽ làm gì? Tôi bảo nó, cút.
Ngày thứ ba tôi gặp Tiểu Lôi. Vào thời gian nghỉ giữa tiết, tôi đã lấy hết can đảm để nói với cô ấy. Ra ngoài hít thở không khí không? Chúng tôi muốn đi mua xiên chiên. Vừa lên xe tôi phát hiện ra Tiểu Lôi không có xe. Trái tim tức khắc đập thình thịch. Nhớ đến lời dạy của Trần Vĩ, nắm chắc cơ hội. Thế nên tôi nói là tôi sẽ đèo cô ấy. Tôi cưỡi xe đạp, Tiểu Lôi nhảy lên phía sau. Tôi vừa kích động thì xe bắt đầu lắc lư. Tôi đã vận hết sức lực, nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn đâm vào cột điện. Tôi không ngã, nhưng Tiểu Lôi lại rơi thẳng xuống công sự bên đường. Tôi hoảng quá quẳng luôn xe đi, hét to xông xuống cứu người. Tiểu Lôi cười ha hả bò ra khỏi công sự, người đầy cỏ khô, trên đầu còn dính một cái lá sung. Tôi vội vàng giúp cô ấy phủi sạch, cũng bật cười theo. Sau khi đứng dậy, cô ấy dựng xe đạp của tôi lên, quay đầu nói với tôi, lên xe. Cô ấy đạp xe rất vững vàng, ngồi ở ghế sau. Tôi giơ tay muốn ôm cô ấy, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng lại chỉ túm lấy vành sau của ghế xe. Tay không lạnh à? Cô ấy hỏi. Tôi vội buông ghế sau ra, rút tay vào túi quần. Chiếc xe đột ngột lắc lư, tôi sợ hãi ôm chầm lấy eo của cô ấy. Sau khi Tiểu Lôi cười xong, cô ấy lại bảo, quần áo của mình cũng có túi đấy. Tôi cẩn thận nhét tay vào túi áo của cô ấy. Lúc đó bên đường có rất nhiều tiệm băng đĩa. Tôi đã mua tặng cho cô ấy một cái nhưng cô ấy không muốn. Tôi nói, coi như là tài sản chung đi. Vào cái đêm sương mù dày đặc đó, Tiểu Lôi chở tôi đi suốt cả quãng đường. Mặc dù đang là tháng 11 nhưng tôi lại cảm nhận được gió xuân phấp phới. Những ngọn đèn lờ mờ và hỏng hóc hai bên đường cũng tỏa ra ánh sáng lãng mạn. Chúng tôi cũng nghe cuộn băng mới mua. Đó là một cuộn băng lậu không có thương hiệu gì. Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Si, Tôn Yến Tư, David Tao, F4 đều có tất trong đó. Đó là năm thứ hai sau khi bước vào thế kỷ mới. Những bài hát hay lần lượt xuất hiện, cứ như thể nghe mãi không hết vậy. Tâm sự của người dịch. Đọc xong mọi người đã biết Kim Giác có siêu năng lực gì chưa? Đó là cảm nhận được người tốt người xấu đấy. Trong khi mọi người đều cho rằng ông Lý, Tiểu Lôi xấu, thế nhưng trong lòng Kim Giác vẫn luôn không nỡ. Sự thật chứng minh, trực giác của Kim Giác luôn đúng. Và chúng ta thì luôn bị cua bể sọ.